Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến báo giá cho quý vị và các bạn một số mẫu xe hiện tại đang có tại cửa hàng ô tô Khánh Minh, có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Thì quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386. Mình xin nhắc lại là 0127 666 2386. Hoặc quý vị và các bạn có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin của chiếc xe mới về cửa hàng của chúng tôi. Thì hôm nay tại cửa hàng cũng có đến hơn chục chiếc xe. Thì mình cũng báo giá luôn. Thế thì mình sẽ quay từ trong ra ngoài. Đầu tiên đó là chiếc Ford Mondeo đời 2003, bản số tự động, máy 2.0. Xe còn rất là chất. Hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 178 triệu đồng, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình. Đấy, mẫu xe đầu tiên Ford Mondeo bản 2.0 số tự động. Đây là chiếc Hyundai Venla bên em đã bán rồi, mình cũng không đi thêm chi tiết nữa. Tiếp theo đó là chiếc Daewoo Maclus đời 2005, đăng ký 2007, số tự động bản 2.5, biển 30, Hà Nội, một chỗ từ đầu. Đấy, hiện tại bên mình đang ra bán chiếc xe này với giá là 158 triệu, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển. Quý vị ở xa có thể yên tâm mua chiếc xe này, một chiếc xe quá đẹp. Thì bên em cam kết xe bên em không đâm đụng, không ngập nước, nên là quý vị cứ yên tâm. Đấy, Daewoo Maclus sản xuất 2005, đăng ký 2007, bản 2.5 số tự động, màu đen, biển Hà Nội. Tiếp theo đó là một chiếc Innova đời 2010, GS. Đấy, GS. Đấy, bản GS. Rất là đẹp, xe tư nhân, chính chủ, không taxi, không dịch vụ một phút nào. Đấy, xe còn khá là đẹp. Cộng tặng thêm một lốp dự phòng, là thành hai lốp dự phòng. Bản 2010, biển Hải Phòng. Bên em đang bán giá chiếc này là 435 triệu, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển. Một mẫu xe 7 chỗ, khá đẹp. Và tiếp theo lại là một mẫu xe nữa, đó là chiếc Innova 2010 bản G đã lưng kịch. Xe này thì đã quá qua dịch vụ quý vị và các bạn nhé. Đấy, bản G. Bên em đang giao bán chiếc này là 295 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Tất cả những mẫu xe ở đây em báo giá đều là bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Nên quý vị các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386, hoặc like kênh và đăng ký kênh cho mình để nhận được nhiều mẫu xe. Đây là chiếc Kia Morning đời 2010, xe Việt, biển 17. Hiện tại bên mình đang bán chiếc xe này với giá là 155 triệu đồng. Xe rất đẹp. Tiếp theo đó là chiếc Kia Morning van, xe van 2 chỗ đời 2007, đăng ký 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, xe van 2 chỗ. Bên em đang giao bán là 155 triệu đồng. Xe nhập khẩu đi rất sướng. Xe 2 chỗ. Xe rất là đẹp. Số tự động quý vị và các bạn nhé. Đời 2007, đăng ký 2009, số tự động. Và đây là chiếc Kia Morning nhập khẩu 2007. Cuối 2007, form của nó là 2008. Bên em đang giao bán là 150 triệu đồng. Xe nhập khẩu quý vị các bạn nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất 2007. Đấy, biển 29, Hà Nội. Đây là chiếc Spark đời 2009, nhưng mà xe này em đã bán rồi, chỉ chờ ngày giao lên cho khách hàng ở trên Mộc Châu, Sơn La. Đây là chiếc Kia Morning đời 2010, xe số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, xe đẹp không một lỗ nhỏ. Hiện tại đang giao bán là
275 triệu đồng bao rút hồ sơ. Biển Hải Phòng 1 kiểu xe tư nhân không dịch vụ. Hiện tại thì cửa hàng cũng đang có nhiều khách xem. Đây là chiếc Spark đời 2009. Đấy, xe rất là đẹp. Em đang bán là 100 triệu đồng. Hiện tại bây giờ bên em còn hai con Spark đời 2009 và đồng giá là 100 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm thì alo cho mình. Đây cũng là một mẫu Spark 2009. Một mẫu xe rẻ tiền. Đây cũng là một chiếc xe Kia Morning đời 2009 biển Hà Nội. Đang giao bán với giá là 150 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm alo cho mình. Đấy. Một bộ xe Morning màu xanh rất là đẹp. 2009. 150 triệu đồng. Đây là chiếc cờ đuôi màu vàng. 2011, hiện tại con xe đã có cọc. Chỉ chờ khách lấy. Và đây tiếp theo đó là một chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc đời 2006. Đấy. Xe số tự động đời 2006. Bên em đang giao bán chiếc xe là 170 triệu đồng. 170 triệu đồng quý vị và các bạn. Đã có một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu số tự động đời 2006. Và đây là chiếc là một chiếc Daewoo Maxus đời 2004. Số tự động bản 2.5. Hiện tại bên em đang ra bán 145 triệu đồng. Đấy. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo cho mình. 145 triệu đồng. Quý vị đã có một chiếc xe Daewoo Maxus đời 2004 số tự động bản 2.5. Đây là một chiếc Ford Mondeo đời 2003 bản 2.5 số tự động biển Hải Phòng. Hiện tại đang giao bán chiếc xe này với giá là 170 triệu đồng. 170 triệu đồng. Quý vị đã có một mẫu xe thời thượng bản 2.5 vừa rồi là cũng một con Daewoo như này, là một con Ford như này, nhưng mà nó là biển bản 2.0 nên là 175 triệu đồng. Con này bản 2.5 170 triệu đồng. Đời 2 cùng là đời 2003. Và đây là một chiếc xe Hyundai Getz đời 2010 bản đủ, xe đẹp thực chất luôn. Hiện tại đang giao bán chiếc xe này với giá là 188 triệu đồng bao rút hồ sơ. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo cho mình. Đời 2010 số sàn nhập khẩu Hàn Quốc 188 triệu đồng. Và đây là chiếc Chevrolet cờ đuôi đời 2010. Hiện tại bên em đang giao bán là 310 triệu đồng. Biển 18 Nam Định. Xe rất là đẹp. Hiện tại bên em cũng còn hai con cờ đuôi. Một con cờ đuôi màu đen nữa thì em cũng đã quay video riêng của chiếc xe đó lên rồi. Và con này là con cờ đuôi màu đen đời 2010. 310 triệu. Các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho mình hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại cơ sở 1 của cửa hàng ô tô Khanh Minh, có địa chỉ tại km 11 đường Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Đấy. Hoặc quý vị có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin của chiếc xe của chúng tôi. Đấy. Thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã liên tục chia sẻ ủng hộ kênh của mình, thì mình rất mong là trong thời gian tới quý vị và các bạn cũng quan tâm và chia sẻ để nhiều người biết đến, nhiều người muốn tìm xe chất lượng, giá thành hợp lý. Đấy. Thì hãy alo cho mình. Đấy. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm tới mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.